Xin chào các bạn, chúc các bạn có một ngày cuối tuần khỏe mạnh, vui vẻ bên gia đình. Đây là những cập nhật mới nhất của công ty VinFast với những xe VF8 City Edition, Eco hoặc là Plus cho chương trình Lease đó các bạn ha. Còn như những người VinFast mà VinFirst đó, thì lease với giá 274 đồng cho xe City Edition và 399 và 513 đồng như các bạn đã thấy ở đây. Và đồng thời Michael sẽ chia sẻ một số vấn đề khác về Tesla và về California. Okay, ready? On 3, 2, 1. Lift. Yay! Rồi, chào các bạn, xin trở lại với các bạn. Hôm nay mình sẽ đề cập một ba vấn đề. Thứ nhất là chia sẻ của công ty VinFast cho những loại xe City Edition, Eco Trim và Eco Plus, Plus Trim và Eco Trim. VF8 các bạn ha. Thì các bạn sẽ lần lượt Michael sẽ phân tích một ít những cái chia sẻ ở đây. Rất nhiều những hãng khác họ cũng có những cái chương trình lease giảm giá giống như công ty VinFast như bạn Michael sẽ chia sẻ sau đây. Volkswagen ID4, xe Kia EV6 và xe coi như là xe Nissan Ariya, thì tất cả những công ty họ đang trên cái đà giảm giá cho những xe lease. Căn cứ những xe đều thường thường là lúc mà mình ký hợp đồng để mà mướn 24, lease 24 hoặc là 36 tháng đó, thì coi như là cái tiền đặt cọc xuống là từ 5.500 tới 6.500 đó các bạn ha. Thì tùy theo cái tiền hàng tháng mình trả cho mỗi cái loại xe khác nhau. Chiếc Plus Trim 513 đồng cũng vậy luôn. 513 đồng 24 tháng, 513 đồng. Ok, lúc mà các bạn mua xe, ký xe đó, thì mình trả tiền first month với lại mấy cái tiền 350 đô, cộng ra nó là cái tiền cộng ra đó là lúc mà mình để xuống và lấy xe là 5.413 đồng lúc mà ký xe mình lấy 24 tháng. Và 24 tháng cái này cái lease mới cho xe VF8 hiện giờ đang Eco Trim và Eco Plus. Ok, một cái Eco Trim và là cái Plus Trim thì Michael thấy là mình có thể mình ký cái lease này cho những xe ngoài xe City Edition những ngày sắp tới, thì có hai cái lỗ thứ hai nó sẽ vào, cái lỗ xe thứ hai của VinFast nó sẽ nhập vào Mỹ khoảng đầu quý 2 là tháng 4 hoặc tháng 5. Thì bây giờ là họ đang lên chương trình lease đó các bạn ha. Còn chiếc City Edition thì là tuần sau, thì theo như dự định là VinFast sẽ họ sẽ coi như là đưa cho khách hàng để mà giao cho xe cho khách hàng, thì là tuần sau Michael sẽ thông báo ngày giờ để mà có thể chia sẻ với các bạn những cái clip như vậy. Những cái chia sẻ lúc mà giao xe cho khách hàng, và Michael có thể là trải nghiệm thêm nhiều thời gian hơn trên xa lộ, và những cái mà mình chưa có thời gian nhiều thời gian để mà trải nghiệm, Michael sẽ trải nghiệm cái đó và chia sẻ với các bạn ha. Hôm nay mình sẽ nói thứ nhất á, là cái lease là một cái mà cũng mới trong tuần này Michael mới nhận được đó. Thì coi như là cái chương trình lease của xe, Michael muốn nói về
Thế thứ hai đó là cái xe Tesla các bạn, xe Tesla cái headquarter cho thiết kế và design tất cả xe điện của Tesla đó, họ dời từ bên Texas, họ dời về Bắc Cali, thành phố Palo Alto hôm thứ tư vừa qua. Ông Elon Musk ông mới ký cái hợp đồng lấy lại cái building của HP Hewlett-Packard ở trên Palo Alto. Thì lúc đầu 1 năm 2 năm trước thì họ dời qua bên Texas, bây giờ họ quay trở về đây, là coi như là tổng hành dinh của Tesla chuyên thiết kế kỹ thuật cho tất cả xe điện nằm ở ngay Silicon Valley. Nói riêng là thành phố Palo Alto, thành phố rất là đẹp mà rất là đắt tiền. Cái đất trên đó là các bạn biết rồi, nó Bắc Cali thì nó mắc, rất là mắc, đắt đỏ hơn Nam Cali. Công việc cũng nhiều đó, thì không hiểu lý do chính đáng là chắc là có những cái thứ nhất là có những cái có thể là những cái ưu đãi của California. Theo như Michael nghe tin tức thì là ông Elon Musk và ông thống đốc Newsom, thống đốc Newsom là cũng là bạn rất nhiều thời gian qua, lâu rồi, cho nên họ có những cái hứa hẹn. Rồi ông Elon Musk, sau ông cũng lúc mà ông với họ họp báo hôm thứ tư, ông cũng chia sẻ là trong tương lai là hy vọng là bên bên tiểu bang California không có quá khó cho những nhà sản xuất xe, tại vì California các bạn biết rồi, nó là một cái tiểu bang nó rất là khó trên cái phương diện về môi trường, về xe điện và tất cả vân vân và vân vân, những cái quy định đó là coi như là ở Sacramento là cái khu mà ở chỗ mà thủ phủ của thành tiểu bang California đó, trong đó là có là quốc hội của họ, cũng có thượng nghị sĩ senator và representative hạ nghị sĩ, họ họp thường xuyên trên đó để mà làm thành những cái dự luật. Thì hy vọng ông cái dự những cái dự luật trong tương lai nó không có quá khó khắt khe cho những xưởng xe và những cái xưởng chế tạo, họ nếu mà họ muốn vào thị vào cái tiểu bang California để mà sản xuất xe tại nơi đây. Thì các bạn biết rồi, đó, cho nên theo như nhận xét riêng đó thì các bạn thấy California là vẫn là tiên phong về xe điện và tiên phong về những cái trạm xe điện, cho nên tính tới là tính lui, ông Elon Musk cũng quyết định về đây. À, một cái nữa là tổng hành dinh của Twitter là một cái mạng xã hội rất là lớn ở Mỹ, Twitter là ngay ở trên Bắc Cali, Silicon Valley luôn, cho nên ông có đề cập là để mà hai hai công ty gần nhau, là có nghĩa là hai cái headquarter gần nhau, ông có thể ông chia sẻ như vậy. Thì Twitter là một cái mạng giống như là Facebook đó các bạn, thì bên Mỹ rất là thịnh hành, nhiều người dùng Twitter, tất cả những người tổng thống Mỹ đó họ dùng Twitter luôn đó. Cái đó là Michael một chia sẻ. Một cái nữa là Michael muốn đề cập nữa với các bạn á, là coi như là có nên cũng muốn chia sẻ với các bạn là cái giá của mình, nhìn mình muốn hiểu, biết người biết ta, coi như là mình biết xe VinFast họ đã giảm giá để mà cân nhắc thị trường. Trong cái đó sau lưng Michael là một cái hãng Volkswagen. Volkswagen thì các bạn biết rồi, nó cũng là có xe EV4. EV4 là Michael chia sẻ ở đây, các bạn thấy xe EV4 nó giống như xe VF8 các bạn ha, nó là cũng dạng giống như là mid-size SUV. Thì các bạn thấy nó bên trong đây, các bạn hy vọng là các bạn thấy bên trong SUV thì nó cũng giống giống nó không có được thật là đẹp. Rồi Marco chia sẻ thêm một xe nữa là xe Nissan. Nissan hả các bạn ha, thì Michael sẽ nói về vấn đề lease và mua giữa Nissan, Ira. Hiện giờ cái xe Nissan á, các bạn thấy mình đây 5.769 đồng initial payment
lúc mà mình mua cái xe Arira, không biết các bạn có thấy xe chưa, mà nó lease là 48 tháng lease các bạn, mỗi tháng là 699 đồng là 700. Thì Michael sẽ vào trong đây xem để mình hiểu được. Ok các bạn, 87 kW nào, xe nó có những cái 48 tháng lease, cái này lease cũng được 4 năm, khá lâu, 5.769 đồng lúc mà mua lấy xe. Thì Michael chia sẻ thêm, bắt đầu là mua là 43.190 đô đó các bạn ha, bắt đầu mua là mình gắn thêm, còn mình mua đó là tiền lời, nếu mà mình trả mua đứt luôn trong vòng 36 tháng thì tiền lời 2.59, là mình nếu mà ở đây không có ai mua trả 36 tháng có thể bạn, nếu mà mua 36 tháng với cái tiền lời này bạn có thể trả lên thật là lên 1.000 đô một tháng, tại vì thường thường là 60 tháng 5 năm đó, đôi khi bây giờ là 6 năm đó. Thì cái này là xe xe Aira, xe đây rồi bác, các bạn thấy xe Nissan Aira thì có những cái gì thì mình vô trong mình coi nha. Xe này thì có thể up to 304 mile, họ đoán là những cái có thể up to 304 mile đó. Cái hình thù xe Aira thì Mai cũng cũng có chạy thử rồi, nó cũng giống giống chiếc VF8 đó, thì mỗi cái nó có cái cộng và cái trừ. Đây là xe Aira các bạn ha, hy vọng Michael chia sẻ để Michael check nha. Cũng được rồi, đó hình thù của xe Nissan này vậy đó ha, các bạn ha. Performance nó coi là Michael nè, không tới 60 mà mai nó là 4.8, cũng giống giống nhau. Lên up to đó các bạn, up to đó là chạy có thể lên 304 mai, và all wheel drive, bốn bánh bốn bốn hai cầu chạy luôn. Xe này xe Era thì các bạn xem nè, đó xe Era là giống vậy là các bạn. Tại sao không có tiếng? Để mấy con mở cái tiếng lên coi. Đó là các bạn. Xe đó xe Aria, Aria. Ok, thì cái xe xe Aria là các bạn bên trong. Nissan Intelligent, xe này xe của Nhật, thì giá thì mình mới nắm được rồi, cái giá nó khoảng vậy đó các bạn. Mỗi tháng nó là lease nó lâu hơn một chút, lâu hơn chiếc VF8, VF8 là 36 tháng, còn cái này là 48 tháng là 4 năm, 36 tháng là 3 năm. Bên trong này bạn, bên trong xe Ara là không. Ok. Bên trong xe Aira mình nói chung là mình là thì những cái trải nghiệm thì mình thấy mình biết coi như những hãng mà nó đó bên trong của xe Aira đó bạn, nó giống như vậy. Mình đang nói là cái lease ha, nãy đi lease xe Nissan rồi, VinFast thì mình trở lại. Xe Kia đây nè, mình vô xe Kia mình coi một chút nha các bạn. Xe Kia thì nó có vehicle, mình coi chiếc SUV Sportage Serano, mình nghĩ là có những chiếc mình chiếc mấy chiếc này chiếc chạy xăng EV, mình tìm chiếc EV hybrid nè bạn, hybrid electric nè, hybrid EV Niro là cũng bạn nè, EV6 nè bạn, EV6 EV6 là cái chiếc này cái cũng là mid-size SUV, thì mình có thể chơi này là xe của Nam Triều Tiên, Kia EV6 ha. Thì tại sao mà không có tiếng, chờ Michael một chút, Michael chỉnh sao nó không có tiếng.
Ok, mình đóng máy này lại cho các bạn coi. Nên không nói đi, 576 hốc lên tới 310 my full short. Nó các bạn rear wheel drive 10 tới short đó là 18 phút, fast short là 18 phút là full là mà đầy bình đó. Chiếc này là chiếc Kia, chiếc Kia đó là các bạn thấy rồi. Chiếc Kia thì đó là của Nam Triều Tiên. Thì 310 mai xe xe VinFast VF8 cũng chạy nếu mà full charge lên tới 290 mai, 92 mai full charge đó, thì cái này là 310 mai. Nó là thường thường mấy cái này họ để thật maximum là mình có thể là chạy tối đa đó các bạn ha. 2023 Kia, 2023 Kia starting là 48.700, thì 48.700 để mà cô coi những cái lease họ có những cái lease không. Ok, 360 độ nào. 360 độ nha. Mình coi Kia nó các bạn. Cái bánh xe nè, bánh xe ở trong nó cũng sơn giống giống Tesla không? Nó cũng sơn mấy cái mác wheel. Bên trong màu mình đổi color là mình vô đây mình đổi color nè, xe màu xanh, xe màu xám đó, màu đỏ, màu đen, màu silver như này bên trong. Ok đó các bạn ha. Kia rồi. Mình trở lại chiếc vi chiếc này là chiếc Volkswagen ID4 này các bạn. Volkswagen Special, mình coi xe ID4 họ họ cho lease sao. EV, Volkswagen EV là xe điện nè các bạn. Xe điện thì mình coi nó có chiếc này là chiếc EV4 đó, thì full điện ha các bạn ha. Đó là all electric ID4 nè. Để bill mình phải mua là mình gắn 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 vô. Bắt đầu là 38.995, để mình có cái nốt nhỏ nhỏ mình phải đọc. Tối đa là 275 mile. ID full nè. Charging time từ 30 tới 36 phút full charge các bạn, 10 tới 80%. 10 tới 80% là khoảng chừng 36 phút. 3 năm charging session unlimited. Ok. Nó charge unlimited luôn cho 3 năm ở với lại Electrify America. Có thể là mình mua là mình được nó có đi theo xe lúc mà mình mua đó. Ok, mình coi cái ID4 nha các bạn. Nó có tiếng rồi nè. Adventures ahead. The all-electric ID4, a new generation of driving. Shrinking technology not included. Marvel Studios Ant-Man and the Wasp: Quantumania in theaters February 17th. À, ID4 đó các bạn. Mình coi xe điện nha, coi xe điện. Cái này là chiếc mấy chiếc này là chiếc bự, mình không có so sánh với mấy chiếc bự. Mình so sánh mấy chiếc electric performance. Đây, chiếc này là chiếc ID4 nè. Thuất. Ok, range hồi nãy mình coi rồi là 300 275 mai. Các bạn thấy không? 275 mai. 275 mai là chiếc ID4 là của xe này là xe của Đức đó các bạn ha. Xe của Đức. All wheel drive. Bốn bốn bánh quay luôn, coi như hai cầu nó đều chạy đó. Charging là đó các bạn, charging với lại electric for your mind 3 năm, 3 tháng, 3 năm hồi nãy họ nói là cái package nó đi chung với lại bên electric fire, sạc ở nhà, sạc ở ngoài. Đó, xe này xe ID4. Rồi mình trở lại chiếc. Ok, rồi chắc là Michael chia sẻ một ít với các bạn để mà các bạn theo dõi. Tuần sau có cập nhật gì về bên xe, chạy thử xe, lấy xe, ngày giờ Michael sẽ thông báo cho các bạn sớm nhất.
Cảm ơn các bạn bấm like, share và subscribe. Chúc các bạn có những ngày cuối tuần vui vẻ. Thank you nha. Rồi, thank you. Mình các bạn đã đến với Michael Huỳnh Official 2022 channel. Một lần nữa xin các bạn bấm like, share và subscribe để Michael có thêm động lực làm những cái video khác tương tự như vậy hoặc hay hơn. Xin comment phía dưới nếu các bạn muốn xem bất cứ một cái đề tài nào cuộc sống Mỹ đời thường, Mỹ Việt đời thường, Michael sẽ ráng review và làm theo số nhiều.